Hello mọi người nha, thì hiện tại là đang Thiên Long Song Tuyệt đang chuẩn bị BK tiếp nha mọi người. Đó, mấy bạn đang chuẩn bị quýnh nhau nè. Bây giờ mình đi ra kính hồ thôi. Vô. Wow, hiện tại thì server mới mở mấy ngày mà mấy bạn đã đi ra đánh nhau rồi mọi người. Hiện tại thì đang có khá nhiều người chưa mớ vào á. Thì mấy bạn vẫn đang luyện cấp cái kiểu rồi. Ở ngoài đây thì mấy bạn đang quýnh nhau nè. Wow, quýnh nhau kiểu rất là cổ luôn. Ngày mốt là mình sẽ có sự kiện là thiên gián kỳ thú thì mấy bạn còn quánh nhau dữ nữa. Còn ngày và tối mai thì sẽ có một bạn nữ mới livestream nữa nha mọi người. Ngoài bé giàu Ái Linh ra thì sẽ có thêm một bạn mới live nữa. Nó cũng rất là xinh luôn. Còn mọi người muốn biết là ai thì hẹn mọi người vào 20 giờ tối mai thì sẽ gặp bạn nữ mới nha. Đấy, rất là xinh luôn nha mọi người. Đấy, hiện tại thì mấy bạn vẫn đang đi luyện cấp các kiểu, nhưng mà ở ngoài đây thì có nhiều bạn là thích đi BK á mọi người, có nghĩa là kiểu như thích BK sớm á. Trời ơi, mấy bạn quýnh gì mà chết lẹ dữ à. Để mình soi đồ cho mọi người coi nha. Bạn này tên là Tiêu Thanh, đang bận cái áo U Lan Huân Song, đã là không chịu được kìa. Đây là hít này. Wow, đây là đỏ phó ban chủ, một bạn tiêu giao ngọc 4 năm, ngọc 3 4 5. Đang mặc cho mình cái bộ là bộ Hạo Linh Bình Dương. Còn cái này vẫn là đồ tân thủ các thứ nha mọi người, đồ chế thì là 2 3 sao. Wow, có được một món 5 sao là rất là vip luôn rồi đó mọi người ạ. Đó, mấy bạn cũng đang đánh là đây là Lucas. Đây Lucas đây, không trụ được. Để mình mất công để mình cất cái vũ khí đó, mất công quýnh chúng mấy bạn. Rồi ok rồi. Đấy, không mất công quýnh chúng mấy bạn á. Lại donate rồi. Ngày mai sẽ có một bạn nữ mới like nha mọi người. Bạn nữ rất là mới luôn và rất là xinh luôn. Mọi người xinh, ngày mai muốn biết xinh không, ngày mai 8 giờ vô coi nha. Nói chung là ngày mai sẽ có đăng thông báo cho mọi người vô coi. Nói chung là sẽ ở trong Thiên Long Song Tuyệt S2 thì rất là đầu tư nha. Những cái bạn nữ like liên tục, đổi người liên tục. Có nghĩa là lúc nào cũng có người mới vô like hết trơn á mọi người. Đó, nên là bạn nào có chơi Thiên Long mà kiểu thời FPT thì mình có thể chơi thử Thiên Long Song Tuyệt S2 ngẫu chiến nha. Soi Hoàng Dược Sư đi AD. Ok, xin chào Lala nha. Đúng rồi, đây là Thiên Long Private nha. Chào Võ Hoàng Nhật, chào mọi người. Để tôi bật lên cái fanpage kia đã. Không biết có ai comment không. Quên bật vô cái fanpage kia để mà đọc comment của mọi người. Soi Hoàng Dược Sư. Đây, rất là nhiều bạn không có bật BK. Biết sao không, bật BK sẽ bị rớt kinh nghiệm. Đây là Hoàng Dược Sư nè mọi người. Wow, 2 sao. Nói chung là chế hên xui lắm mọi người. Ra đồ xịn nhưng mà chỉ có 4 dòng thôi à. Cũng không có xịn lắm. Đấy, đang mặc đồ full nè, đang mặc đồ bộ ngụy tứ 40 nè. Trời ơi, mấy bạn làm gì mà lên nạt dữ vậy trời. Hồi lại bảo là mod nữa cho coi, thiệt luôn á. Server ai cũng là mod hết trơn rồi, không có ai nạp tiền hết rồi, khỏi ai duy trì luôn. Kiểu giống như là một hồi sẽ có mấy bạn vô nói như vậy. Ok, muốn soi ai thì mọi người nói nha, để mình soi cho. Xin chào Quốc Kỹ Năng nha. Chào Diễm Lệ Như Hoa, chào mọi người, hello. Đây, bây giờ mình sẽ vẫn tiếp tục soi nha mọi người. Cái gì vậy má ơi, ghê vậy? Ôi, ghê vậy? Trời, hỏi câu gì mà xanh gờn vậy trời. Đây, mình sẽ soi soi bạn soi ban chủ kìa, ban chủ của ban đỏ là bạn VIP. Đây. Đang mặc cái cây cung phiến. Wow. Đó, vẫn đang mặc đồ tân thủ nhưng mà rất là sung nha mọi người, vẫn đi BK nha mọi người. Hello mọi người nha. Ừ, thú cưỡi rất là đẹp. Ở trong game này thì là thú cưỡi bao đẹp luôn. Đây, cho mọi người coi thú cưỡi nha. Có từ những cái con mà từ thờ FPT, ví dụ như đại tượng Lục Ngô, Ngu Luôn Mã này, đầy đà điểu này, thú cưỡi hùng cái kiểu nè. Tới những con cánh tuyết vũ đâu đều có đầy đủ hết. Nói chung game này là thời trang thú cưỡi best full. Không có game này là nó xây dựng theo cái kiểu là nó lúc nào là có cái mới nhất thì nó sẽ ra hết. Chứ nó không phải xây dựng theo cái kiểu là cứ cập nhật một con hai con cho mấy bạn mua xong rồi nó lại ra con mới. Ở trong game Thiên Long Song Tuyệt thì nó lại không như vậy mọi người. Có nghĩa là lúc lúc mới open tới giờ là nó đã cập nhật full luôn.
kiểu như là cho mấy bạn rất là nhiều sự lựa chọn, thích con nào thì có thể mua con đó, chứ không phải là ra con này mấy bạn mua xong rồi lại ra thêm con mới cho mấy bạn tốn tiền. Cái kiểu cái này ở trong game Thiên Long Song Tuyệt thì mình thấy rất là hay ở chỗ cái này, có nghĩa là không có ra nó có nhiều bạn thì nhiều game thì người ta ra từ chậm chậm mỗi mỗi lần ra một con, nhưng mà ở trong game Thiên Long Song Tuyệt thì mình thấy nó ra một phát nó ra hết luôn mọi người ơi, thú cưỡi mà còn có tới 3 màu nữa. Nói chung là ai thích con nào thì có thể mua con đó, rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Thì mọi người cứ tính sơ sơ đi, một trang như vậy là bao nhiêu ta? Một trang như vậy là 6 nhân 3 18, 18 nè. Một trang 18 nha, mọi người tính nha, 1 2 3 trang, 4 trang, 5 trang, 6 trang, 7 trang, 8 trang, 9 trang, 10 trang, 11 trang. Có nghĩa là gần 200 con thú cưỡi. Ồ, hơn 200 con thú cưỡi cho mọi người lựa chọn. Còn áo thời trang thì mọi người có thể thấy là từ những cái áo mà từ áo nhuộm màu với không nhuộm màu mà được phân ra cho mọi người luôn nha. Ví dụ như là Vân Hồng Kim Lạc là được nhuộm màu này, Ức Tiên Tư được nhuộm màu này, Hồng Hy Hiếu Xuân Phúc được nhuộm màu này, Mịch Thiều Hoa được nhuộm màu. Nói chung là cái ô này là chứa những cái ô thời trang có thể nhuộm màu ấy, cũng rất là nhiều luôn, từ thời cổ tới giờ đều có đầy đủ cả đấy. Đấy, rất là nhiều luôn. Đó, đây là những cái áo thời trang thời thượng vĩnh cửu không nhuộm màu nè. Đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn mọi người. Đó, thì ngoài ra thì mấy bạn có thể là có những cái bộ thời trang thời xưa nè, ví dụ như bạn nào thích Ám Dạ Bách Hợp này, hoặc là Hàng Kim Chiếm Giáp nè, hoặc là Huyết Sắc Chiếm Giáp nè, mình có thể mua luôn. Nói chung là có đầy đủ cho mọi người lựa chọn, hoặc là mình nếu mà mình không có quá nhiều tiền thì mình có thể mua thời trang theo ngày. Đấy, chỉ có 300 mấy kim một bộ thôi. Đấy. Rất là nhiều ưu đãi cho mọi người luôn. Đó, còn thú chân thú thì đã phân ra cho mọi người từ chân thú ngoại công, chân thú nội công và chân thú thể lực, rất là hay luôn, có nghĩa là rất là kỳ công luôn mọi người. Để mà chọn ra được những cái chân thú này thì cũng rất là cực luôn. Đấy. Chân thú tuổi thơ nữa, những cái con này mà giống như là từ thời thờ tuổi thơ này đấy. Kiểu thấy không? Con thanh oa mắt bự nè, con cóc mắt bự này, nhiều bạn cứ bảo là thích con này quá. Đây để mình cho mọi người coi con này ha. Để mình thả con gà này đi. Đó, đây là con thanh oa mắt bự này đó, nhiều bạn cứ nói là hồi xưa có con này nè đó, thanh oa nè đó. Đó, có con cóc này thấy không, nhảy tưng 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 nó. Hồi đó mấy bạn nó bảo là không thấy con này ở trong game nữa, bây giờ trong game Thiên Long Song Tuyệt có rồi đó. Xin chào Phan Việt, chào Trường Nguyễn nha, soi tiểu anh đi hồn, chào Quốc kỹ năng, chào Nguyễn Hưng nha. Game này thì rất là nhẹ luôn, nói chung là mình cứ chơi, nói chung là rất là nhẹ luôn. Vậy giờ bản cổ mà soi soi ạt nào, soi tiểu anh đi hả? Ủa trong đây cũng có tiểu anh nè, thì không có đâu trời, làm gì có ai tên tiểu anh, không có nha. Có tiểu cái gì vậy? Ô má ơi, hết hồn. Hết hồn má ơi. Soi không có tiểu anh như có tiêu thanh thôi, tiêu dung nè. Máy tính mình thì RAM khoảng 8 GB là mình chơi được. Nói chung game nó chỉ là một phần thôi, nói chung chơi game này cũng nhẹ lắm mọi người ơi. Hiện tại thì server mới vừa mở thôi, nên là mấy bạn vẫn trong quá trình là đi quy cũng như là hoàn thiện ngày cao cái kiểu. Còn BK thì những cái bạn nào máu người ta đi BK buổi tối người ta thư giãn vậy thôi. Đó, còn còn hiện tại thì mấy bạn vẫn đang đi luyện cấp. Nói chung là game cổ mà mọi người, game cổ thì mọi người vào nó cũng là game cổ thì mọi người có vào trước vào sau hay là vào trễ vào sớm gì nó cũng không có liên quan cả mọi người. Ủa rút hả? Ủa gì vậy? Tự nhiên rút rồi. Rồi là sao? Vào chợ vào trước vào sau nó cũng không có liên quan gì cả, tại vì ở ngoài kính hồ thì chỉ được 2 ẹt thôi. Với lại game này thì nó game cổ thì nó lại không có tu luyện nè, không có lò xo nè, nói chung là chơi rất là kiểu rất là thư giãn luôn. Mấy bạn không? Mấy bạn nghĩ đánh thì tôi đi làm quy à. Giờ này thì mọi người vẫn có thể là đi đi cờ các kiểu nữa, rất là vui. Nói bạn đi tan 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 kiểu đó. Vui lắm.
Game này có điêu chét ngọc nha, điêu chét ngọc thì góp ở trong Yến Tử Ô đó mọi người, nhưng mà Yến Tử Ô chắc là mọi người chưa có đi được đâu, server mình mới mà mọi người. Nếu mà bây giờ cho điêu chét ngọc luôn thì mấy bạn mạnh lắm. Nói chung là trong Yến Tử Ô hoặc là trong sự kiện mồng cây hy vọng á thì mọi người sẽ được. Đấy, mấy bạn mới vô nè thấy không? Lúc nào livestream thì mình cũng thấy có bạn mới vô hết trơn á. Nên là mọi người à, có Tiểu Anh nè. Ai Tiểu Anh là một bạn phái võ đang đang mặc cho mình cái bộ ngũ hành chi nguyệt. Wow. Một bộ đồ rất là quen thuộc luôn đúng không nè. Bích Diệm Chi Thuần nè, rồi Ngũ Hành Chi Huỳnh nè, đây rất là đấy, mặc đồ full đi như xưa luôn, thời xưa đấy. Đó, mấy bạn đang mặc rất là đẹp luôn đó. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục đó, mấy bạn vẫn đang tuyển đi chen nè, chen Hoàng Long Động rồi. Nói chung là mấy bạn mới vô nhiều lắm, bạn nào có chơi thì mình có thể là vào mình trải nghiệm thử, chơi game đâu tốn tiền đâu mọi người, chơi thử đâu có mất gì đâu. Đấy, ok thì mình chơi, thì tôi lúc nào tôi like game tôi cũng nói vậy, tôi ra like game nào tôi cũng nói á, game thấy ok thì chơi, không ok thì mình có thể là xem giải trí hoặc là tìm một cái sân chơi khác. Đó, rất là nhiều sân chơi cho mọi người chọn lựa luôn mà. Tại vì Thiên Long là đang hiện tại là đang khá là hot nha mọi người, game Thiên Long á đang khá là hot luôn. Thị trường có thể là bảng chính không hot nhưng mà những cái bảng Riot á rất là hot luôn. Đấy, có thể là cộng đồng của Riot là đông gấp 5-6 lần của bạn chính thì mọi người có thể tham khảo là điều mình nói là có đúng hay không. Đó, nhiều khi là gấp 10 lần luôn cũng nên. Ok thì bây giờ mình sẽ tại vì ở trong đa số game Thiên Long Riot thì nó chỉ cho từ 2 ạc cho tới 3 ạc cao một máy một PC thôi, nên là số lượng người chơi thì nó cũng không có phải là kiểu một người lóc mấy chục ạc được, tại vì chỉ nó giới hạn lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với cái chuỗi sự kiện ở đây. Hôm bữa thì mình đã làm xong nhiệm vụ ở ngoài ngoài đại lý Nhĩ Hải rồi. Hùng ơi đêm nay bên anh không? Trời đủ. Ô, server hiện tại chỉ mở tới cấp 88 thôi nên là đương nhiên là sẽ không lên được 99 rồi. Ngày mai thì mấy bạn sẽ được gặp một bạn livestream nữ mới nha mọi người. Nói chung là ở trên hội Fakin thì vẫn đang tuyển dụng thêm rất là nhiều bạn nữ luôn, tuyển số lượng có thể là không giới hạn luôn, để cho mọi người có thể là xem thích hơn. Không, đương nhiên thì mọi người sẽ để tôi chỉnh lại cái này cái. Đương nhiên là mọi người sẽ thích những cái bạn nữ like hơn là Hùng Chuối, thì có nghĩa là Hùng Chuối chuẩn bị có thể là đi giờ hết thò thì mình đi về hôn, mình lui lại phía sau cho mấy bạn nữ like. Thì mấy ông đương nhiên thì mấy ông thích nữ rồi, ai lại thích Hùng Chuối đâu đúng không? Đấy, kiểu giống vậy. Nói chứ mình là ở trong Thiên Long Xâm Tiệc thì chắc chắn là mình sẽ like vào những cái sự kiện đặc biệt, cũng như là những cái giải đấu, ví dụ như lôi đài ngẫu chiến đem về tiền mặt này, đương nhiên cái đó là do mình đảm nhiệm rồi, tại vì những cái khâu mà khó thì những cái bạn đó làm không có quen. Mình thì mình đã có kinh nghiệm rồi, mình đã làm được khoảng vài chục cho tới hàng trăm giải đấu rồi, nên là những cái chuyện đó thì mình có thể đảm nhận được. Còn những cái chuyện mà giao lưu giống như là lên live nói chuyện với mọi người, cho mọi người ngắm nhan sắc đó, thì tôi không có làm được rồi, không có thể cho mọi người ngắm được rồi, tại vì mình không có được đẹp đó, thì nó như vậy. Thì bù vào đó thì sẽ có những cái bạn nữ like cho mọi người xem và cũng ngồi giao lưu đấy. Mấy ông ai mà mong nào mà chả thích con gái, kiểu giống vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm trải nghiệm những cái nhiệm vụ tiếp tục nha. Tạo ba ạc đi quy hả? Mộc Dũng Bá trong game này có thẻ tài phú nha. Có nha, Mộc Dũng Bá trong game này có thẻ tài phú nha. Xin cót hả? Không, cót thì mình cứ inbox vào fanpage của game để hỗ trợ, fanpage của game để được hỗ trợ. Ủa mấy cái nhiệm vụ này sao? À, để tôi đi giết Tây Bắc Lan rồi đã. Đấy.
Thì hiện tại là server đã bắt đầu có BK rồi. Thì chỉ mới mấy ngày thôi. Nói chung là game này xây dựng theo cái lối chơi mà rất là đơn giản luôn. Chơi chơi dễ mà BK cũng dễ nữa. Đó thì mấy bạn dân cày thì có thể cày cày điêu chét bán nè, mấy bạn thấy mấy bạn bán điêu chét khá là được giá luôn. Nói chung là lúc đầu thì bây giờ thì dân cày cũng không còn nhiều. Có nhiều bạn biết cách cày, có nhiều bạn không biết thì bảo game không có gì cày. Nói chung thì cái này mình cũng đã quá quen ở F1 rồi. Ở F1 thì lúc đầu thì rất là khó khăn luôn. Lúc đầu lúc lúc khai mở thì nó chỉ có vài chục hạt thôi. Nhưng mà đã cố gắng duy trì đến bây giờ 7 tháng chờ rồi cho mấy bạn chơi rồi đấy. Thì sau gần 7 tháng thì F2 xuất hiện thì cũng quen rất là cố gắng. Nói chung là không biết mọi người chơi chơi những cái game khác như thế nào, nhưng mà đối với mình, đối với ở Thiên Long Song Tuyền đó, cho dù là mấy bạn có chơi hay là như thế nào đi nữa, còn người chơi thì vẫn lúc nào cũng sẽ có duy trì sự kiện nè, rồi giống như là live stream và các giải đấu đồ. Cái gì vậy trời, đang đi làm nhiệm vụ mà. Thôi thôi gì trời, ông nào gì ông nào rảnh hén như vậy, đang đi làm nhiệm vụ nha, đừng đánh bé đó. Ngày mai có bạn nữ đi livestream á thì mọi người đừng quýnh bạn đó nha. Trời ơi mẹ, người ta đã mớ không có biết, không có chơi game gành nữa, bạn còn quýnh người ta nữa, chắc người ta xỉu giống như tôi chai mặt rồi. Nếu mà kiểu là vừa dạng tháng nha, mấy ông muốn làm gì làm thì chuyện rất là quen rồi. Nói chung là S2 mới ra, không có ra S3 đâu. Server này ít 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 cũng nửa năm một server chứ không phải là ra liên tục. Trời đất ơi, chịu nổi không? Ừ, một máy mà chỉ lắp được 3 ẹt thôi à, không có lắp được nhiều. Với lại game này nó không có hỗ trợ auto thông minh. Game này chơi cũng nghĩa là giống như là nó khó khó nhưng mà nó kiểu là có lối chơi cũng rất là đặc sắc ấy. Nó khó nhưng mà kiểu không có chơi với robot. Nói chung là tùy vào mỗi mỗi game thì người ta sẽ xây dựng một cái định hướng cho mình đó. Thì mọi người trời ơi trời, đủ giờ nãy giờ tôi livestream tôi thấy người ta thấy người ta đổi game nhiều vậy trời. Hình như hôm nay ngày cuối khuyến mãi nên là mấy bạn nạp nhiều đó. Con này là con thanh oa này, con mắt to mà mấy bạn nói á. Nào để mình thử cái pet nó đã anh đè chuột được chưa nha. Wow, đè chuột được rồi nè mọi người, con bé có thể nâng điểm nhanh rồi nè. Mấy lần trước hả, bấm mệt gần chết luôn, bây giờ là có thể nâng pet nhanh rồi nè. Đó, ở trong game này thì nó không có hỗ trợ auto nên là mọi người nhìn kênh thế giới á, người ta không có chat liên tục như những cái game khác, tại vì nó không có hỗ trợ auto mọi người ơi. Có nghĩa là giống như người nào ngồi chat bằng tay á, mình đã nói là đó, mình ví dụ như là alo 1234 ai nghe rõ trả lời đó là người ta sẽ trả lời mình liền, giống như mình nói chuyện trên game luôn á. Chứ không có phải là cái kiểu auto spam, cái kiểu auto chat như những cái game kia rồi nó chơi mất cái chat của tôi luôn rồi. Đó, alo vậy thấy chưa? Đúng rồi, báo danh xong thì đợi tới ngày chốt thì mình chờ bốc thăm thôi. Còn tham gia lôi đài ngẫu chiến thì mọi người sẽ được được tiền mặt. Đó, các bạn alo alo thấy chưa? Đó, cái kiểu như vậy. Đó, có nghĩa là kênh thế giới là nó không có kiểu spam á. Sống yếu quá. Game này thì nó chỉ có hỗ trợ chiếc trình auto thôi. Chiếc trình auto là auto hình con gà đó mọi người. Nó nghĩa là nó hỗ trợ những cái tính năng rất là cơ bản, ví dụ như tự đánh quái, tự nhặt bọc. Thôi đừng có gì vậy trời, thấy chưa? Tôi alo một cái có người kêu cắt lỗ tai tôi kìa. Đấy, con bé là mọi người có thể nâng điểm được rồi đó. Trời ơi sao quýnh cực khổ quá vậy nè, quýnh cái con quỷ này. Ô, mấy bạn đi đâu vậy? Chạy thương nhân à, cướp thương nhân mọi người ơi. Cướp thương nhân, cướp thương nhân. Cướp nè, đậu trắng chạy đi đâu? Hồi xưa mọi người có hay cướp thương nhân không? Chết rồi, bạn nó không có treo. Đúng rồi, game này có auto đâu treo. Đúng rồi, game này không có auto thương nhân thấy chưa? Không có cướp được mọi người, auto là auto bằng tay đó. Bạn nó đi bằng tay á.
Đây bạn này cũng đang đi bằng tay nè, không tin là tôi quýnh bạn này là bạn này quýnh lại nè, tin không? Đó thấy chưa, auto bằng tay á, chạy thương nhân bằng tay nên là vàng rất là có giá trị luôn nha. Hôm nay ngày thường mấy bạn cũng chạy thương nhân nữa. Mình còn có thể kiếm vàng khóa bằng cách đi thủy lao, nhưng mà nói chung game này chả có auto quần què gì cả. Thì mọi người chỉ không bốc cái bốc thăm thì chỉ bắt đầu từ tháng này thôi, từ tháng này thôi. Ngày mai là sẽ có, nói chung là lịch nè, ngày mai là sẽ có bạn 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 đó, bạn mới like. Ngày mốt là tôi like, thứ sáu là tôi like event. Cuối tuần có thể là bé giàu với lại ấy lên like, nói chung là ngày nào mỗi ngày đều đổi người hết trơn á. Đó thì lịch thì sẽ thông báo cho mọi người ở trên fanpage để cho mọi người theo dõi, bữa nào có bạn nào like thì mọi người vào xem ủng hộ mấy bạn nha. Xin chào Phạm Hoàng, cái này có cần nạp không? Nói chung chơi game nào cũng vậy mà, mình thích thì nạp, không thích thì thôi, đâu có ai ép mọi người được. Không nạp thì mình chịu khó mình cày một tí xíu, ví dụ như không nạp thì mình chịu khó mình chạy thương nhân nè, hoặc là chịu khó đi quy săn đồ, hoặc là chịu khó đi săn boss các kiểu. Game nào thì nó cũng có hai mặt hết á, một mặt thì nạp tiền còn một mặt thì cày cuốc. Người chơi không có thời gian thì mình có thể là mình bỏ tiền vô mình mua vui. Còn người chơi thì có thời gian thì mình có thể khám phá, tìm hiểu từ từ, cày cuốc cái kiểu. Cày cuốc mình có thể để tự dùng hoặc là mình đem đi mình bán cũng được. Cái nào mình không dùng thì mình đem đi mình bán rất là dễ. Thôi để tôi phải xuất con người đẹp này ra mới được. Chứ mấy con chứ con Thanh Oa yếu quá. Con này nó mạnh hơn nè. Đó, con này nó quýnh còn mạnh hơn tôi nữa. Tôi quýnh có 845 mà nó quýnh có 1.300 lận. Xin chào Nguyễn Vinh nha. Anh thích chuối lai trời rồi. Nói chung là mấy bạn nữ lai nhiều lắm thì mọi người vô coi ủng hộ nha. Đấy, ủa ai quýnh tôi vậy trời? Trời ơi, chạy thương nhân qua còn thả người ta một cái nữa. Đấy, sắp chấp không biết cuối tuần này bé giàu về chưa, bé giàu về thì bé giàu sẽ like cho mọi người coi. Luân phiên cái kiểu á. Tại bây giờ like là mình bên là like là tạo điều kiện cho tất cả mấy bạn luôn, like theo buổi. Cứ một buổi like thì trả tiền theo buổi. Nên là khá là nhiều bạn mới like cho mọi người xem á. Cơ bản mấy bạn gái tương tác với bạn thì từ từ mấy bạn đó quen mọi người, nhiều khi mấy bạn đó chưa quen. Nói chung là mấy bạn đó cũng like nhiều game lắm, mấy bạn đó like mấy chục game luôn, ai cũng phải like chục game trở lên không à, nên là mọi người coi thì nhiều người sẽ quen mặt luôn rồi đó. Nhưng mà không sao, like like game nó cũng chỉ là một phần để cho mọi người tương tác với mọi người biết đến game thôi. Còn quá trình mà duy trì mà phát triển game thì mỗi game nó không giống nhau, thì mọi người chơi thì mọi người sẽ có những cái cảm nhận riêng của mình về những cái game mà mình chơi. Tôi like lúc nào tôi cũng nói như thế cả. Mọi người thấy live stream thì mọi người có thể vô coi giải trí hoặc là vô chơi thử. Không hay thì mình có thể là tìm sân chơi khác, hoặc là mình có thể vô coi giải trí cái kiểu vân vân. Trời ơi, rất là đơn giản luôn. Live stream là tạo niềm vui cho mọi người, tạo cho mọi người một cái sự một cái giống như mình không có gì coi thì mình coi mấy bạn live stream. Đấy, kiểu như vậy. Nhiều khi thì mấy bạn vô mấy bạn nói kiểu không có không có bựa, không có vui nhộn như tôi thật sự tôi rất là bựa. Kiểu gì cũng chơi được trơn á. Xin chào bạn Quyết Đinh nha, chào bạn Ngọc Quang nha. Trời ơi, bây giờ đi vô hỏi trùng mini server quyền tố với thánh quả bao nhiêu tiền? cái đó thì bạn có thể mình tùy server nếu mình cũng biết. Nói chung là bây giờ mình đang live game của Thiên Lâm Song Tuyệt nè mọi người ơi. Thì bạn nào có vô chơi thì mình có thể chơi thử S2 ngẫu chiến nha. Server mới ra vào ngày 2 tháng 12 thôi. Nhưng mà hiện tại mới chưa được một tuần thì mấy bạn đã có BK rồi. Nói chung thì lúc đầu, nói chung là mình đã nói là cái số lượng người chơi nó không có thật sự, nó là một cái số lượng thôi. Đấy, còn mà để mà duy trì mà để mà server có BK không. Nhiều khi mọi người tin không, tôi đã từng like rồi. Tôi đã từng like, cái này tôi không hề nói điêu nha. Một server lúc mà open khoảng 7-800 mạc nhưng mà không có BK, không có người chơi thiệt, có nghĩa là toàn là mấy bạn dân cày chơi với nhau không, rốt cuộc là không cày đồ bán, không có người mua. Đó, cày đồ bán không có người mua, không có BK. Nói chung là những cái server rất là nhiều, hồi xưa rồi tôi like cũng khoảng chắc khoảng mấy chục server rồi.
Có những server thì người ta lúc đầu rất là đông luôn, nhưng mà chỉ sau khoảng 2 3 bữa thôi. Đấy, 2 3 bữa thì nó tụt, kiểu là không còn phanh luôn mọi người. Có nghĩa là thắng không kịp luôn á. Đấy, kiểu rất là nhiều. Nói chung là mấy bạn nào mà chơi quen Thiên Long Rai Việt thì mấy cái chuyện mình rất là gầm luôn. Không gồm phải tôi chỉ là nói lại thôi. Đó, kiểu vậy á. Đi cờ mờ thêm đội nè. À, bạn này 88 rồi má ơi, tôi đâu có được 88 nên mà tôi đi được. Đấy, mấy hôm nay á cũng đang cảm cảm nữa, với lại nhiều việc quá nên là tôi không có like được nhiều. Hôm nay rảnh được một tí xíu buổi tối nè, đi lên like làm nhiệm vụ rồi ngồi ngồi tám tiếp. Không, tôi thì hồi xưa hồi đó giờ là từ tháng 8 BA cho game kia thì tới giờ nghỉ 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 tới giờ luôn, không có BA cho cái gì cả. Thì thực ra thì trong năm nay thì tôi chỉ BA cho 3 game thôi. Nói chung là năm sau để gán nhận show nhiều hơn. Tại vì á không phải chơi tiền nha, mình không đủ sức để làm hết mọi người ơi. Nhiều khi nhận nhiều game quá không like được cho người ta, không làm được tới nơi tới chốn thì người ta lại lại mất uy tín của mình. Nói chung là đã nhận thì mình phải làm like cho tới nơi tới chốn, nói kiểu như vậy. Có nghĩa là livestream thì nó cũng có rất là nhiều cái luôn. Một phần là mình học được rất là nhiều kinh nghiệm nè mọi người, đúng không? Mọi người có công nhận không? Livestream thì mình sẽ có kinh nghiệm, mình giao tiếp với mọi người nè, giống như là vô mình có thể là biết làm sao để cho cái cuộc nói chuyện của chúng mình vui vẻ nè, rồi hài hước các kiểu vân vân. Rồi livestream thì đương nhiên thì nó sẽ có thu nhập nè, giống như là mấy bạn bây giờ hiện tại thì livestream thì bây giờ thu nhập cũng khá ổn định, một tiếng thì tầm khoảng 250 đó. Còn sướng hơn đi làm văn phòng nữa. Làm cái này là chỉ làm theo tiếng thôi nha, có nghĩa là like một buổi mình chỉ cần like hơn một tiếng thôi là mình đã được hơn 250 rồi. Đấy, còn được trợ cấp thêm Kim Nguyên Bảo khi mà trải nghiệm game nữa, game nào cũng vậy hết trơn á. Nói chung là tạo điều kiện để cho mọi người cùng cùng phát triển đó, kiểu là theo á, kiểu mình cùng đi lên đó mọi người, đó kiểu như vậy á. Ủa sao tôi đánh mấy con gấu này nó không có lụm được cái kia ta. Đó, nên là ngày mai thì sẽ có bạn like nè, ngày mốt là tôi like nè. Ngày kia thì chắc để tôi nói chung là để hỏi mấy bạn đã, rồi xếp lịch rồi sẽ báo mọi người. Nói chung là sẽ luân phiên, kiểu là hồi xưa thì một server có một bạn like thôi, nhưng mà bây giờ hỏi phát hiện thì là Lê đem theo thêm cái dịch vụ luôn, dịch vụ cung cấp livestream luôn đó, nhận quảng cáo và nhận livestream cái kiểu luôn vân vân đấy. Ồ, bây giờ quýnh mấy con này cực thiệt luôn á mọi người, cực thực sự luôn. Để nó quýnh nó không chết luôn á, nó mập quá nó không chết nổi luôn á. Nhiều bạn nam hỏi hỏi vô livestream lắm, nhưng mà mấy bạn nam muốn livestream thì mình thứ nhất là mình phải có gán mình tương tác được này, giống như chơi game hay hoặc là cái kiểu vân vân. Ừ, chứ đa số game này thì mọi người cũng biết rồi, game này thì con trai chơi nhiều, con trai thì nó thích con gái, coi con gái hơn. Đấy, tôi chắc trường hợp ngoại lệ thôi. Kiểu vậy á. À, tâm pháp phải đạt đến cấp 10 mới nhận được. Trời, bây giờ hả, còn 2 xì lách với tôi cho. Nói chung là mấy bạn nào mà không có thời gian chơi á, mình có một cách rất là hay ở trong game này. Mấy bạn có thể là đi mua, tại vì game này dân cày có nha. Mấy bạn cứ đi vô, mấy bạn mua một cái set level level 88. Trời ơi, mua về thì mình có cái set sẵn rồi, mình chỉ vô mình chơi thôi. Một cái set 88 thì mình thấy mấy bạn có thể lên sàn giao dịch mua nha. Mua thì nó chuyển thẳng cái nhân vật về cái tài khoản của mình luôn, không có sợ lừa đảo, không có sợ gì hết trơn đó. Mình vô mình mua mua về là có ạc 88. Nếu mà mình không có thời gian mình luyện cấp thì mua về luôn, có sẵn luôn. Mấy bạn dân cày cày sẵn hết luôn, mình thấy nhiều bạn cày lắm. Nên là mấy bạn lên group mấy bạn thấy người ta bán ạc quá trời quá đất, nói ủa sao kỳ vậy, có gì đâu kỳ. Thì mấy bạn đó, mấy bạn dân cày, mấy bạn bán xong, ví dụ như cày một bất ti bán xong thì người ta lại cày thêm một bất ti nữa. Có dân cày thì mình rất là vui luôn, tại vì ở trong server mình có người cày có người mua thì nó mới kiểu là có ra có vô đó mọi người, đút ra đút vô thì nó mới ok được, chứ cái kiểu mà ra không vô thì nó hơi khó đấy.
kiểu giống như là mấy bạn dân cày bán đồ có người mua thì mấy bạn sẽ tiếp tục cày, còn không có ai mua thì chắc chắn là mấy bạn sẽ tìm một cái sân chơi khác hoặc là như thế nào, đó là chuyện rất là bình thường luôn. Đấy, mỗi mỗi bạn mỗi mỗi game đều có một cái như vậy thôi. Nên là nhiều bạn cứ bảo là game game có game thì tại sao người ta lại tuyệt đường dân cày, có game người ta lại tạo điều kiện, hoặc là có game thì bảo là ôi sao cho dân cày ăn hết rồi mình ăn cái gì đó, nhiều lắm. Nói chung là tùy mọi người, nói chung là ăn nhiều ăn ít thôi. Đấy, kiểu như server có dân cày thì mọi người sẽ nhìn vô một cái server là mọi người thấy đông nha, nhưng mà một cái server chỉ toàn dân cày không thì nó lại là một cái chuyện khác nữa. Server toàn dân cày không thì nó lại là một cái chuyện rất là khác luôn, có nghĩa là rất là khó luôn. Tại vì dân cày thì người ta chỉ cày thôi, người ta không có nạp. Thứ nhất là bên duy trì server sẽ không có cái vốn để mà duy trì tiếp server. Thứ hai là dân cày cày mà không có ai mua thì chắc chắn thì người ta sẽ chán, người ta sẽ tìm một cái sân chơi khác để người ta cày. Kiểu như vậy rất là thường tình luôn. Đấy, giải thích về những cái server private cho mấy bạn biết á. Nhiều bạn cứ bảo game lậu rồi chơi có được không, nó đem private đấy thì mấy bạn bảo như được không thì tùy thôi. Nhiều người lại thích chơi game private, đem ra việc nó lại có cái hay của nó. Đấy, cái này không phải nói điêu nha, nhiều khi một server một chỉ một server ra việc thôi nó còn đông gấp mấy lần server chính nữa. Cái này mình nói thiệt luôn, cái này thì mấy bạn có thể là tự kiểm chứng được. Nhiều server chất lượng, nhiều server hay lắm, nói chung là rất là nhiều, cả mấy trăm server Thiên Long. Từng nghe mật thư hả? Mật tín của Thuần Gia Trại hả? Cái cổ quá mấy bữa nay á, ngồi nhiều quá. Bây giờ mình đang rất là nhức cái cổ, chỉ có ngồi như vậy chút xíu thôi là mỏi cổ. Biết sao luôn á. Game này có bán ngọc trong shop không hả? Ồ, làm nhiều quá coi chừng phát cùng, nên là tôi nghỉ 3 tháng rồi đó, tôi đâu có làm đâu, mới làm lại á. Nghỉ từ tháng 8 tới tháng 12 mới làm lại tháng 9, tháng 10, 11, ừ, tháng 12 gần 4 tháng trời luôn á. nghỉ live bên Ravik á. Ai ai book show tôi cũng không live hết á, ai kêu hợp tác tôi cũng không hợp hết trơn á. Mà tôi người cũng phải có lúc nghỉ ngơi. Nhưng mà nghỉ không phải là mình bỏ hết nha mọi người. Mình vẫn những cái game nào mình nhận và làm thâu event cái kiểu thì mình cũng phải chuẩn bị cho người ta. Game mà chơi game thì mọi người chơi game mà những cái chỗ phải có, làm như mình chơi game là những cái chỗ game nó phải có uy tín thì người ta mới chơi tiếp. Ví dụ không có uy tín thì người ta chỉ có mọi người phải không nghe câu hả, một lần bất tín là dạng lần bất tin đó, kiểu như vậy. Chung làm tới đâu tới vốn, từ trừ khi mà tôi bệnh quá thôi tôi mới làm không nổi, nên mình không còn sức lực nữa thì mình không cố được, chứ mình làm được thì tôi vẫn cố. Đấy, kiểu nói chung bây giờ cũng phải biết lượng sức của mình, không có kiểu phải cái gì cũng nhận cũng ôm rồi làm không nổi rồi chất lượng không tốt rồi mấy bạn nói này nọ, nói chung công. Nên là bây giờ tôi cũng theo cái kiểu là không nhận nhiều nữa, kiểu là giống như là livestream theo lịch cái kiểu giá cả rồi ok thì like. Đấy, kiểu thì giống như mấy bạn nữ gì đó, mấy bạn nữ thì cũng like theo buổi đó, một bạn có thể like được chục game, ví dụ như một buổi tính sơ sơ là buổi 250 đi thì các bạn rảnh buổi tối thì mấy bạn có thể like một buổi tối, thì một bạn có thể like 2-3 game là chuyện bình thường luôn nha mọi người, rất là bình thường luôn. Một ngày mà like 3 buổi là chuyện bình thường luôn, nên là một tháng có thể like tới mấy chục buổi lận. Thì mọi người cứ tính trung bình một buổi là 250, chưa tính hoa hồng với tiền donate với lại tiền trợ cấp nữa. Thì nếu một tháng mình rảnh thì mình like 20 buổi chẳng hạn thì mình cũng đã được hơn 5 triệu rồi. Cũng khá ok, chỉ ngồi chơi game thôi, có làm gì đâu. Thì nói chung là cũng tùy duyên đó mọi người, nhưng mà không phải ai cũng được tùy, không phải là ai cũng có thể like được nha, tùy duyên đó mọi người. Đấy, like thì phải có tương tác kiểu rồi người ta mới book show mình cái kiểu. Giống như tôi, giống như Hùng Chuối nè. Thì mình phải làm được việc thì người ta mới mới bút. Nói chung thì hồi xưa cái này cũng giống như là mình cuộc sống ở ngoài vậy, giống như mọi người chơi bên một cái game nào đó, ví dụ chơi bên BNG chẳng hạn, thì mọi người phải có uy tín, phải có làm được việc thì người ta mới giao ạc cho mình coi, rồi mình chăm ạc cái kiểu, rồi người ta mới giao quyền toàn quyền cho mình cái kiểu vân vân.
Nếu mà mình thực sự là mình không làm được gì, hoặc là mình có những cái tật xấu, ví dụ như là tò mò, hoặc là ẹc của người ta mà cứ như ẹc của mình nó vô rồi làm cái gì mọi thứ theo mình không hỏi ý chủ ẹc, thì người ta sẽ thay đổi cái nhìn về mình các kiểu vân vân. Thì nói chung là tùy vào mọi người, giống như cuộc sống ở ngoài thôi, giống như mình người mọi người đi làm trong một cái công ty, mình làm được việc thì chắc chắn là cái chắc chắn là sếp của mình sẽ giữ mình ở lại, và đương nhiên là thấy mình làm tốt rồi sẽ tăng chức lên từ 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 cái kiểu. Không có ai mà vô, chỉ có những người giống như là thừa hưởng từ gia đình cái kiểu thì mới vô mới làm được chức to liền thôi. Còn ai mà đi làm ra từ đầu thì mình cũng làm chức nhỏ, hoặc là mình có thể tốt nghiệp những cái bằng cấp cao thì mình có thể làm được chức từ chức to, rồi mình lên to hơn, rồi mình lên to nữa, rồi mình lên làm chủ cái kiểu. Còn những người ví dụ như là bình thường thôi, tốt nghiệp bình thường thôi, đương nhiên thì phải làm từ nhân viên rồi mới lên quản lý, rồi lên trưởng phòng cái kiểu vân đấy, rất là nhiều cái. Trời ơi đừng có kêu tôi mở cam lên, mở cam lên là chạy hết luôn. Nói chung là bây giờ nói chuyện là cũng thấy muốn bệnh rồi đó, nên là chắc là để coi đủ giờ chưa. Chưa mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ ghé mình ngồi nói thêm xíu nữa ha. Ok, thì game này là Thiên Long Song Tuyệt nha mọi người, F2 ngẫu chiến nha. Like mà like chút xíu kỳ lắm mọi người. Đấy. Đây là nhiều ông cứ vô, mấy ông có gì hỏi thì cứ vô hỏi đi nha. Sao cái cảm giác này giống như cảm giác mà tôi hồi đó bị Covid quá ta, thiệt luôn á. Mấy hôm nay tự nhiên là nghẹt mũi nè, rồi than tiếng nè, nhức mỏi nè, mệt mỏi nè, rồi sốt nữa chứ. Có khi nào bị xong mà bị lại nữa không? Má sắp đi chơi rồi đó nha. Thiệt luôn á. Mấy hôm nay là người thấy hơi đơ đơ. Không phải là trải nghiệm thôi chứ không phải nói đạo lý. Trải nghiệm ngoài thật xa. Thật ra hồi đó giờ tôi chưa bao giờ tôi đi làm ngoài luôn á, nói thiệt luôn. Hồi xưa cũng học cho dữ vô, cũng học như người ta từ thời tiểu học, xong rồi học lên, học xong 12 lớp, 12 lớp xong rồi người ta thi đại học. Hồi xưa tôi không có thi đại học luôn, biết sao không thi không? Tới ngày đi thi đại học á, tôi ngủ quên cái nghỉ thi luôn. Nói ra mắc cười không, nhưng mà đó là sự thiệt. Tới ngày đi thi đại học á, ôn bài cái kiểu học dữ quá, tới đó tới ngày thi ngủ quên luôn má ơi. Rồi giờ quên rồi chứ làm sao, giờ cũng đâu được thi nữa đâu, rồi nên là thôi nghỉ luôn. Xong mà đi học quản trị mạng, nhưng mà học quản trị mạng xong rồi cũng đâu, nói chung là bây giờ những cái về máy tính á, quản trị mạng tốt nghiệp luôn nha. Nghe thì có vẻ như cao cấp, nhưng mà đối với một người mà kiểu giống như là trí nhớ rất là kém như tôi thì là học xong là chả hết, có nghĩa là học xong là như chưa học gì đó. Cuối cùng đi ra làm mọi người, cái công việc cuối cùng của tôi đó chính là livestream chơi game. Đấy, có nghĩa là không phải là mình, có nghĩa là mình đi học, nhiều khi mình học cái ngành này mình ra thì mình để làm một cái ngành khác, nói chung ngành này chả có liên quan gì tới kỹ thuật cả. Nói chung livestream thì nó cũng rất là đơn giản, không cần biết kỹ thuật gì cũng có thể live được. Đấy, kiểu như vậy. Cùng chuối ơi nói AD sao làm khuyến mãi vậy, thiệt thòi bên F1 quá nha. A chuối hả? Khuyến mãi thì hình như là 28 tháng 11 là mình có thấy đăng một cái bài, là thấy đăng một bài là lần cuối khuyến mãi 40%, có nghĩa là Thiên Long Song Tuyệt đã điều chỉnh khuyến mãi từ 40 xuống 20, có nghĩa là từ lúc khai mở đến giờ luôn. Thì mấy bạn S1 thì mấy bạn nói chung thì xuống thì tất cả đều xuống chung, mà mọi người đâu phải là người, có nghĩa là có thông báo luôn rồi đó. Mình có thể đọc lại những cái thông báo ở trên trang chủ nha Nam Brand ơi. Ủa má ơi sao bây giờ đau họng quá trời luôn. Nói giống như kiểu muốn xỉu vậy đó. Rồi. Ok. Thì bây giờ tại vì mình vô cũng hơi trễ mọi người, mấy bạn BK xong mà giờ này thì tôi rất là lạc lõng luôn đó, kiểu giống như đi vòng chơi thì được, chứ giờ đi đánh nhiệm vụ cũng như là đánh ông nổi vậy mọi người. Giờ đi tham quan server cho mọi người coi ha, Thiên Long Xâm Tuyệt ha.
Rồi, ok. Thiệt thòi là mình thiệt thòi thì sao? Thì có nghĩa là xuống thì tất cả đều xuống, đâu phải là người này xuống hay người kia lên, có nghĩa là mình đã, nó nghĩa là mình thấy đã có thông báo trước rồi á. Đấy, mấy bạn vẫn đang ra mua đồ, có nghĩa là server này có người ra mua đồ nha mọi người. Đấy, mình sẽ đi tham quan cái hệ thống bang hội để xem là bang hội ở trong Thiên Long Song Tuyệt S2 thì sẽ như thế nào. Hiện tại là đang có bang An Giang 24 người, nông dân 27 người, xe bắc cờ hó 58 người, lạc hoa cung 28 người, bang đỏ 44 người và bang thần bang huynh đệ 76 người. Có nghĩa là đây chỉ là những cái thành viên hiện tại ở trong game Thiên Long Song Tuyệt thôi. Còn rất là nhiều bạn không có bang hỏi cái kiểu nữa. Mấy bạn nào mua ạ thì mình có thể vào đây là mấy bạn dân cày bán ngạc rất là nhiều luôn. Bán ngạc cho mấy bạn người chơi chính mua á, mua vô. Thì đương nhiên thì mấy bạn mua vô thì mấy bạn dân cày mới có thể cày mấy bạn bán được, mấy bạn cày mấy bạn bán được thì nhiều bạn còn vui hơn nữa. Có nghĩa là mấy bạn dân cày có người bạn để bán hàng thì mấy bạn còn vui hơn nữa. Kiểu như vậy á. Thì bạn nào có thời gian thì mình có thể vào chơi thử Thiên Long Song Tuyệt nha mọi người, S2 ngẫu chiến nha. Còn bây giờ đúng rồi, nhưng mà thiệt hạ xuống 20 là có nghĩa tất cả mọi người đều hạ, mà đâu phải là người này nạp trước người kia nạp sau, không có đâu, đã có thông báo trước rồi mà. Ok, hello. Thôi bây giờ thì chắc cũng do một phần để tôi ok. Thì bây giờ chắc mình sẽ dừng buổi livestream tại đây nha mọi người. Ngày mai sẽ có một bạn nữ mới live Thiên Long Song Tuyệt nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những buổi livestream gần nhất nha. Bye bye.